Hơn 250 tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Bà Rịa vừa tham gia hiến máu đợt thứ 3 năm 2022. Chương trình do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Long Hương. Với khẩu hiệu một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Trong đợt thứ 3 hiến máu năm 2022 này, thành phố Bà Rịa thu được 240 đơn vị máu. Qua 3 đợt tổ chức hiến máu tình nguyện, thành phố Bà Rịa thu được 2.080 đơn vị máu, đạt 86% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra.